tóc quá ổn, xẻ luôn. Thấy tóc nhiều không? Bột rồi. Đó, giờ muốn ai muốn tóc nhiều thì cứ liên hệ cho Kim Anh nhé. Sử dụng Kim Anh cam kết luôn, các bạn mà muốn nhiều tóc thì các bạn cứ sử dụng cái bộ đôi mà dầu gội này ha, dầu gội của Kim Anh, với lại các bạn muốn mọc tóc thì thôi cam kết luôn, nó mọc tới công chuyện luôn. Đây đây, dầu gội này của Kim Anh nè, cho dầu gội Dr. Hair nè ha, các bạn xài cái dầu gội Dr. Hair. Trời, nữa hỏi tôi nữa, hỏi hoài luôn á, nói hoài luôn á, giờ hết biết tâm sự gì luôn rồi. Đây nè, cái chai dầu gội Dr. Hair ha, này tới 500 ml lận, xài đã luôn. Nó làm cho kích mọc tóc và nó nuôi dưỡng cái nang tóc của mình, nhưng mà các bạn phải kết hợp với lại cái hair loss để nó cùng bổ trợ cho nhau, tức là giống như kiểu mà trong uống ngoài gội á, thì cái tóc của các bạn nó mới mọc nhiều được. Và Kim Anh cũng cam kết rất nhiều, nói chung là đợt trước Kim Anh live stream Kim Anh đã nói với mọi người rồi đó, là uống cái chừng 2 hộp này các bạn sẽ thấy nó ngưng rụng tóc cho các bạn rất là nhiều, và kết hợp với lại cái dầu gội này giùm Kim Anh để mình vừa gội mà mình vừa uống, để cho cái tóc của mình đó, nó chắc, nó khỏe, hơn nữa là nó nuôi cho cái tan nang tóc của mình á đấy lên. Là Kim Anh uống mỗi ngày luôn cả nhà, đây uống còn bao nhiêu đây nè cả nhà. Đó, uống còn bao nhiêu đây nè. Nói chung là Kim Anh duy trì dữ lắm. Không duy trì á, nói thiệt là với cái tuổi Kim Anh á, nếu mà mình không duy trì da dẻ rồi tóc tai của mình á, là mình nhìn như bà cô già luôn. Thì nhìn mọi người nhìn Kim Anh sẽ già chát luôn. Tại vì năm nay Kim Anh cũng gần 40 tuổi rồi, chứ ít gì nữa, đâu có còn trẻ trung gì nữa đâu. Đó, nhưng mà mọi người vẫn vẫn nói là thấy Kim Anh trẻ thì đó là những cái gì mà Kim Anh cần phải làm đó. Bây giờ thì mọi người hỏi thì mọi người hỏi thì Kim Anh trả lời thôi, chứ còn mọi người tin thì mọi người xài thử, còn không tin thì thôi cũng không sao. Mọc đến đâu mọc tới không chịu luôn đại Dương ơi. Ôi tóc thì thấy mê thật sự đấy, Kim Anh cắt hoài luôn nè đó, tóc của Kim Anh nè. Nhưng mà phải uống duy trì nha, tại cái này nó được chiết xuất từ cỏ đuôi ngựa và cây tầm ma, và rất là nhiều dưỡng chất để nó nuôi dưỡng cái nang tóc của mình á, nó nuôi nó chắc và nó khỏe. Cộng hưởng thêm cái Dr. Hair Shampoo này nữa, nó là một cái dạng đồng doctor nữa, thì khi mà nó đưa cái dưỡng chất vào bên trong á, tức là nó có một cái dạng biotin, nó nuôi dưỡng từ bên ngoài vào bên trong cái chân tóc để nó nuôi cho cái nang tóc của mình to ra, và bên trong đồng thời các chị em mình uống cái này vào để nó bổ trợ cho bên trong á. Tại vì nếu như mà bên trong các chị em mình mà không có kỹ á, mình ăn uống này kia nọ, người ta nói là gì, ăn rất là nhiều thứ mà bây giờ mình đâu có đủ đâu, nó đâu có đủ chất đâu, cho nên mình phải uống cái này để bổ sung nhé. Đây là một bộ đôi Dr. Hair nè và Hair Loss nha các chị em mình.